Ok, về đã có lấy được danh sách tài khoản rồi, tôi tiếp tục sẽ tạo cái file mà tạo tài khoản mới để cho các bạn làm thử luôn nhá. Đây, ở đây chính là cái Chris User này, thì nó chính là cái trang để tạo tài khoản mới, vì chúng ta sẽ tạo cái trang này nhá. Đó, giờ tạo được rồi. Về tôi sẽ lấy cái trang tạo tài khoản mới này. Sẽ xử lý cho các bạn xem nhá. Có cái giao diện này ra xong mình sửa cho nhanh. Rồi cái này sẽ là tạo tài khoản mới nhá. Ok, cái file include này để nguyên này. Đấy, vẫn include này. Rồi cái file này tí nữa mình sẽ sửa cái lệnh lệnh này nhá. Ok. Xóa hết những cái này đi, xóa những cái cũ đi. Xóa đi, mình viết mới cho dễ nhìn nhá. Đấy, đầu tiên việc đầu tiên vẫn là phải include cái file 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 connect vào nhá. Ok. Đấy, nó vì nó dùng nhiều chỗ nên là mình phải include vào. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái form mà để có thể tạo tài khoản mới nhá. Ở đây tôi sẽ tạo cho xem. Tôi viết sẵn rồi, bây giờ tôi chỉ copy vào là xong nhá. Tôi tạo cho bạn xem. Rồi ok. Ở đây tôi sẽ có một cái thẻ deep bao này. Rồi, xong đến một cái thẻ H1 để ghi là tạo tài khoản đây. Cái form này sẽ có action là gửi đến cái Chris user vẫn vẫn là file này, vẫn là file Chris user.php này và có cái action bằng Chris này. Tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao tôi viết như thế. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ có username là một cái input để nhập này, password thì cũng là một cái input để nhập nhưng mà với cái tag bằng password này để hiển thị cái chấm 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 ấy thì không ai nhìn được. Đây tôi sẽ chạy thử cho bạn xem nhá. Chúng ta chạy file nào thì chỉ cần đánh nó ra là sao được. Đó, rồi. Nó ra cái tạo tài khoản rồi. Đấy, create này, đấy ra một cái form này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho một tí style vào cho nó đẹp nhá. Style này thì các bạn vứt vào trong cái thẻ hit này này, thẻ head này, đấy. Đó, nó style đẹp chưa? Đấy, cái này tôi viết sẵn rồi nhá. Style này thì các bạn cứ tìm hiểu viết thôi, có gì đâu, cái này đơn giản thôi. Nhập width rồi dập margin padding và cho nó nhìn cho đẹp nhá. Style này tôi sẽ dạy trong một buổi khác, mình chỉ copy vào cho đẹp thôi đấy. Đấy, thì hiện tại ấy là chúng ta đã có một cái form như này. Bây giờ tôi sẽ nhập vào đây là được đúng không? Ví dụ này. Password là 1256 gì đấy chẳng hạn đấy đúng không? Đấy, khi tôi create thì nó sẽ nhảy sang một trang mới với cái đường dẫn là Chris user PHP này nhưng mà thêm cái đoạn là hỏi chấm action bằng Chris này. Đây, nó sẽ dạng như này. Sẽ dạng như này. Đấy, nó sẽ là dạng như này. Đấy, nếu mà chạy nó sẽ dạng như này nhá. Rồi ok, tại sao như thế tôi sẽ giải thích nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại DB của tôi xem nó nào. Rồi. Ok. Rồi DB này nha. Đấy, DB của tôi đã có được, trước tôi đã giải thích nha. Đấy, đợt trước thì tôi đã giải thích rồi. Cái DB này ấy, thì cái trường uname này này sẽ là trường mà nó không được nhập trùng, phải dùng phải khác nhau đúng không? Đấy, còn lại cái mật khẩu này thì nhập thoải mái, status khác nhau và status thì cũng thoải mái. Rồi password thì khác nhau. Ok, bây giờ tôi sẽ chạy thử cái này nhá. Tôi nhập password không ai nhìn được, tôi vừa gõ 1256 ấy, vì tại sao nó lại là có cái chấm chấm này, vì tôi vừa nói rồi, vì cái tag của cái input này bằng password thì nó sẽ không hiện ra nhá.
Rồi bây giờ grid này. Đấy, nó sang cái trang action bằng grid rồi. Cái này tôi chưa xử lý gì cho nên nó vẫn hiện ra cái form như này. Đấy, nó hiện ra cái form như này cho nên là tôi sẽ bây giờ tôi sẽ xử lý khi mà nó chuyển sang cái link này nhá. Xử lý này. Đấy, khi sang link này thì tôi sẽ check. Đấy. Hiện tại tôi sẽ giải thích các bạn này. Khi mà sang link này thì nó sẽ truyền một cái biến bot sang đây nhá, mà PHP nó sẽ bắt được. Ví dụ này. Đấy, tôi sẽ in cái biến bot như này ra thì nó sẽ in ra cái dữ liệu vừa gửi lên vừa nãy. Đấy, nó báo gửi lại dữ liệu form này. Đó, bạn thấy chưa? Lúc này tôi gõ username một là admin 3, password là 12406 đấy, nó truyền vào cái biến bot này, bạn nhìn chưa? Rồi, ok. Bây giờ nhá, tôi sẽ thấy cái link này nó khác rồi. Bây giờ tôi lấy cái link này xuống, tôi kiểm tra xem có đúng là action bằng create không thì tôi mới dùng nhá. Đây, tôi in cái biến get là biết này. Đó, biến get này thì có cái action bằng create nhá. Đấy, tôi in hai biến cùng lúc này. Đó, biến get ở trên, biến port ở dưới. Như vậy nếu mà form một cái form data, một cái dữ liệu như này, một cái form dữ liệu như này khi đẩy lên thì chúng ta sẽ dùng cái biến port để lấy dữ liệu, còn cái những cái gì mà ở trên 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 cái trình trên đường dẫn này mà hỏi chấm như này xong rồi có một cái biến bằng gì đấy thì chính là cái biến get nhá. Các bạn lấy vào đây nó sẽ đi ra này, action bằng create đấy, được chưa? Ok, đấy rồi bây giờ tôi sẽ giải thích hai cái này rồi, bây giờ tôi sẽ có đoạn code tôi viết vào tôi lấy cho các bạn xem nhá. Rồi ở đây các bạn nhìn này, nếu mà ở đây nó nhìn thấy lệnh iset này, tức là cái lệnh mà có thể kiểm tra xem là cái biến này nó có tồn tại hay không, lệnh này để kiểm tra biến tồn tại này. Thứ hai là kiểm tra xem cái biến action này của cái thằng get này nó có đúng bằng create không thì mới vào đây nhá. Đây tôi sẽ này, tôi sẽ gõ cái lệnh để in thử cho các bạn xem nhá. Đấy, một cái là có get, một cái là không có get nha, chúng ta sẽ nhìn xem nhá. Ở đây nào. Đó, ở đây nó có get này, bây giờ tôi sẽ trở lại trang cũ này. Đó, không có get thấy chưa, nó vào hai cái khác nhau. Như vậy, nếu mà không có get thì nó sẽ chạy vào đường dẫn dưới này. Đó, chỗ đấy sẽ hiện ra cái form. Còn nếu mà có get thì nó sẽ xử lý các câu lệnh ở trên này. Thì tí tôi để nguyên để tí tôi xử lý nhá. Rồi. À, đang lỗi, tôi vừa xóa thiếu rồi. Rồi đấy, không có get cho nên nó sẽ vào đoạn dưới mà đoạn mà có cái form này. Cái lệnh if else này nhá, nó làm nhiệm vụ là gì? Đây là kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện thỏa mãn thì chạy vào đây. Đấy, xong cái else này là nếu điều kiện không thỏa mãn thì chúng ta sẽ chạy vào đây, được chưa? Cái này là lệnh PHP cơ bản thôi nhá. Đấy, if else này thì học lập trình là bắt buộc phải biết. Rồi, khi mà nó chạy vào đây là trường hợp đấy nó chưa chuyển cái dữ liệu này lên và chưa có get ở đây. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái trang mà có get nhá. Đó, rồi, nó sang trang có action bằng create rồi, nó báo là có get này này, bây giờ mình sẽ xử lý cái biến get này để cho nó tạo nhá. Rồi, bây giờ tôi làm nhiệm vụ là gì? Check cái biến port. Để tôi sẽ in thử biến port ra xem nhá. Đấy, biến port vào này, khi có get rồi thì tôi in biến port thử. Đó, biến port có username và password nằm trong biến port rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra này. Nếu mà biến bot này có username và khác rỗng này, cái này là lệnh khác rỗng nhá, khác empty này và có cả biến password nữa này thì chúng ta sẽ xử lý. Rồi, bao giờ cũng phải connect DB trước, xong bắt đầu dùng mệnh lệnh MySQL query để lấy cái dữ liệu ra. Đó, hoặc là bây giờ câu lệnh này tôi sẽ insert into user, tức là tôi thêm cái dữ liệu này vào trong cái bảng username với các trường tương ứng là ID, user, password, status, create time và last updated, được chưa? Với các giá trị này, cái ID không cần nhập, nó sẽ là null.
cái username là lấy ở trong biến bot này, password thì lấy trong biến bot nhưng mà phải mã hóa V5 này. Cái này đợt trước ở trong cái phần mà tạo DB bằng đấy là tôi đã giải thích rồi đấy. Cái này là tôi để status bằng 1 này, các cái create time và cái last update là tôi để tạm thời 123 4 123 13, nhưng bây giờ tôi sẽ sửa thành lệnh PHP để cho nó có dữ liệu nhá. Đấy nhá, nhìn nha các bạn, chỗ này PHP nó có cái lệnh time, có hàm time để lấy cái thời gian nhập vào nhá. Ok, ở đây là nó đang là dạng string thì nó sẽ nằm trong cái ngoặc này. Khi mà hết string thì tôi đóng string, đóng cái ngoặc kép lại, xong rồi tôi thêm một biến, tôi lại thêm string, tôi lại mở kép nhá. Đó, cái này cũng tương tự thế. Rồi, cái hàm tham này sẽ lấy cái thời gian cho mình nhá. PHP nó có đấy. Đây, chỗ này tôi để cái này là một này, không phải là dạng string, nó là ký tự. Những cái string thì các bạn đóng cái ngoặc nhỏ vào nhá, còn cái ký tự thì để nó là số thì là để một luôn được. Rồi, ok, vậy là câu lệnh đã xong này. Bây giờ tôi tạo tài khoản, nếu mà cái result này trả lại là thành công thì nó sẽ bỏ qua đoạn này. Còn nếu không thành công, tức là khác này, có cái dấu chấm cảm này chính là toán từ khác nhá, thì nó sẽ chạy vào phần này. Ở phần này tôi đã kiểm tra là xem cái này nó cứ bị duplicate cái entry này không, tức là có bị trùng cái ở lệnh này, nó có báo là trùng với cái tên đã có sẵn ở username này không nhá. Vì tôi sẽ giải thích từng câu cho tôi làm thử cho em. Nếu mà trùng thì nó sẽ nhảy vào đây. Nó sẽ nhảy ra cái MySQL error này, nó sẽ báo lỗi ở đây. Nó sẽ báo một cái lỗi là đây, nó sẽ in cái lỗi cho bạn xem nhá. Rồi bây giờ tôi thử nhập trùng đã nhá. Bây giờ tôi sẽ để quay lại đây tôi nhập trùng nhá. Mình đã có cái admin này rồi, mình nhập trùng luôn. Rồi create. Đó, bạn thấy chưa? Cái lệnh báo lỗi nó sẽ là duplicate entry admin với cái key là username, được chưa? Đó. Thì bây giờ mình sẽ thấy nó thế rồi, mình kiểm tra luôn. Cái câu lệnh của tôi là kiểm tra xem trong cái câu báo lỗi này nó có cái cụm này không. Nếu mà nó mà trả về là có ấy, nghĩa là khác fail ấy, thì mình sẽ in ra tài khoản đã tồn tại nhá. Vui lòng chọn tài khoản khác, bây giờ mình in thử xem này. Đó, mình exit tại đây luôn. Đây, exit này làm ngắt luôn nhá, cho nó tiện. Thử lại này. Ồ, nó không vào đây, để mình kiểm tra xem nào. À, xem nào. Nếu lệnh này trả về khác fail thì là có lỗi. Rồi, mình kiểm tra xem sao nó không trả về đúng nhá. In thử luôn này. À, mình chưa in, đây là mình đang là ngày mình bây giờ mình mới in này. Chưa in nên nó không hiện ra, mình cứ tưởng là nó không vào đấy. Rồi, mình in này. Đó, nó in ra báo lỗi này, vui lòng chọn cái khác nhá, chưa phải back lại tạo cái mới nhá. Rồi, ok, nếu mà nó không lỗi thì nó sẽ chạy xuống đoạn dưới này. Rồi đấy, ở đây mình tạo cái biến error, tí mình in lỗi sau. Đó, mình check này, mình chạy ra dưới. Nếu mà check cái biến error này ở bên mình tạo đầu lúc đầu này là fail, à là false, nếu mà nó có lỗi thì nó sẽ đổi thành dạng như này. Rồi, như vậy mình check là nếu mà nó khác cái false ban đầu này, đấy, khác cái false này thì mình sẽ hiện ra một cái thông báo. Thì cái đây là cái thẻ deep để hiện thông báo nhá. Đấy, còn nếu mà không có lỗi thì mình sẽ chúc mừng, được chưa? Đấy, bạn nhìn nhá. Đó, mình sẽ test này, tạo trùng nhá. Đó, các bạn nhìn chưa, thông báo tài khoản đã tồn tại, bạn vui lòng chọn tài khoản khác. À, ok, bây giờ mình lại dẫn cái link về để cho tạo tài khoản. Thì cái link này nó có giống cái link tạo tài khoản lúc đầu thôi. Đấy, dẫn về cái trang create mà không có get nhá. Đấy, chỉ có php này. Ok, mình sẽ quay lại này. Đó, nó quay về trang không có get được chưa? Đấy, cũng không có gì cả. Như vậy là nó khi nó không có get ấy thì nó lại chạy xuống dưới này. Đấy, chứ nó không chạy vào cái trên này nữa, vì nó check là có get nó mới chạy vào trên này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái mà không trùng xem nó có báo lỗi gì không nhá. Không trùng. Mình có admin rồi, admin 2 rồi. Bây giờ mình tạo admin 3 nhá. Đó, tạo phát là nó báo chúc mừng bạn đã tạo thành công tài khoản admin 3 được chưa? Đấy, tài khoản admin 3 rồi này. Đâu rồi,
admin 3. Đây ok, bạn đã tạo thành công tài khoản rồi. Cái biến post, cái username này lúc đầu mình lấy rồi, bây giờ mình chỉ in ra thôi. Đấy. Thành rồi, bây giờ mình lại quay lại danh sách tài khoản. Danh sách tài khoản chính là trang index ban đầu nhá. Mình quay lại mình xem kiểm tra xem đủ chưa. À ok, nó hiện lên admin 3 rồi. Quá tuyệt vời. Đấy. Bây giờ lại thích tạo nữa lại tạo tài khoản, còn nếu không thì lại back trở lại. Thì lại vẫn ok, mình tạo tài khoản mới thử xem nhá. Ok. Bây giờ lại tạo trùng phát nữa xem kiểm tra xem nào. Wow, báo chung rồi. Rồi, thôi lại quay lại tạo tài khoản khác vậy. Admin 4. Đấy, chúc mừng ngay, tạo thành công. Rồi bây giờ vào danh sách tài khoản. Đó, như vậy là mình đã có 4 tài khoản rồi, đúng không? À các bạn nhìn ngay này, ngày nó lấy được rồi này, đấy. Thì mình tạo giờ nào nó sẽ báo giờ đấy, thấy chưa? Đấy, ngày nào giờ nào đấy nó sẽ tạo báo giờ đấy. Cái giờ này nó khác cái giờ của mình ở trên máy tính là vì sao? Giờ này nó là giờ của cái con server ảo này nhá. Chứ không phải là cái giờ máy tính của mình đâu, nó không trùng đâu nhá. Đấy. Chưa? Rồi ok. Vậy là mình đã tạo thành công tài khoản rồi. Bây giờ mình sẽ sang phần sau là sửa cái tài khoản đấy nhá. Sửa tài khoản đấy thì mình sẽ tạo phải tạo cái phần sửa cho tài khoản nhá. Ok. Mình sẽ tạo file để sửa tài khoản này. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo cái file sửa thông tin tài khoản của cái những cái tài khoản này cho các bạn xem nhá. Ở đây ấy, thì tôi đã để sẵn cái file index này được trước ấy. Tôi sẽ sao tôi chuyển như này. Nghĩa là tôi sẽ link sang cái trang edit user.php này với cái biến get ID. Nghĩa là tôi giải thích được trước, tôi giải thích rồi, sau cái biến hỏi chấm, sau cái hỏi chấm này thì các cái biến này sẽ nằm ở trong cái biến get của thằng PHP với cái ID. ID chính bằng cái gì? ID chính là cái ID của cái thằng user này. Ví dụ đây nhá, các bạn nhìn này. Để tôi vào DB cho các bạn xem nhá. Đấy. Đó, thì ở đây này, mỗi thằng username này sẽ có một, mỗi thằng user này sẽ có một cái ID tương ứng. Ví dụ 4567 đây. Thì ở đây các bạn nhìn cái chỗ file sửa này nhá. Tôi sẽ mở giả dụ thằng admin này. Thằng admin này trong này ID 4 đúng không? Tôi sẽ mở sang trang sửa này. Trang này nó không có nhưng bây giờ nó sẽ báo 404 là đúng rồi. Bây giờ trang sửa này nó đang là lấy cái ID bằng 4 đúng không? Đấy ok, bây giờ tôi sẽ tạo cái trang sửa này với cái ID bằng 4 này cho các bạn xem để xem nó lấy dữ liệu như nào nhá. Tôi sẽ tạo cái file là edit user này. Đó, tạo xong rồi, bây giờ tôi sẽ làm in thử cho các bạn xem là khi mà cái ID bằng 4 thì nó sẽ lấy ở trên cái biến get nhá. Tôi nhìn biến get ra xem này. Đó, bây giờ nó có file rồi, xong nó có biến get rồi. Đây, ID bằng 4 nhá. Đấy, tôi refresh trang cái là nhìn thấy ngay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết cái trang này. Thì khi mà lấy được cái ID 4 thì tôi sẽ lấy được thông tin của cái tài khoản admin này ra để sửa nhá. Ok, nhìn này các bạn xem tôi làm nhá. Rồi, copy cái giao diện cũ từ trang index sang cho nhanh. Rồi tôi sẽ sửa. Đổi thông tin thành viên. Ok, bây giờ tôi sẽ copy cái code để cho các bạn xem luôn. Tôi đã viết sẵn, không cần phải viết lại cho lâu la.
Rồi ở đây tôi đã có một đoạn code mà tôi đã viết sẵn nhá. Ở đây đang còn thiếu file ConnectDB nữa, để tôi include cái file này vào. Rồi ok, tôi đã include cái file này vào rồi nhá. Thì sau khi include file này vào thì ở đây tôi sẽ có cái ConnectDB cũ ở bên kia sẵn rồi, tôi link sang các bạn xem IDE hỗ trợ này. Đó, link sang cái file ConnectDB thấy chưa, các bạn thấy chưa? Rất đơn giản. Để tôi lại quay lại file cũ rồi. Đấy rồi. Thì ở đây này, ở đây tôi sẽ làm câu truy vấn là gì? Select sao from user where. Where là gì? Where là cái điều kiện ạ. À. Ví dụ điều kiện ID. Ở đây là tôi lấy ID bằng cái biến getID này. GetID để bằng bao nhiêu? GetID này tôi in ra chính là bằng 4 này. Đó, các bạn thấy chưa? Biến get này nó dạng array cho nên tôi sẽ viết theo kiểu là get ngoặc vuông và cái trường ID ở trong này. Đó, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ in thử cái get ID ngủ xem giá trị ra bao nhiêu cho các bạn xem nhá, xem lại nhá. Bạn debug thì nhớ thêm cái exit này vào để cho nó đỡ bị chạy ra các đoạn sau nó báo lỗi khác để lại không phát hiện được nha. Đó, nó ra vàng 4 này. Đây ra giá trị 4 này nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái giá trị này nó có lấy được trong DB ra không. Ok. Bây giờ tôi sẽ đưa cái result này vào trong cái tôi fetch cái asoc để tôi lấy ra cái giá trị của cái user này. Bây giờ tôi in thử user cho các bạn xem nhá. Đó, nó lấy được thông tin rồi đấy, thông tin là username bằng admin này, password này, status này, create time này, last updated đấy, rồi nhá, các giá trị đầy đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục in ra cái form dưới để sửa nhá. Ok, ở đây tôi sẽ tạo một cái form, lúc nãy tôi bảo các bạn là tôi tạo sẵn rồi là sửa tài khoản này. User với cái username. Username sẽ là admin, được chưa? Đó. Các cái thông tin ở đây, ví dụ như kiểu là tôi sẽ action cái form này nó sẽ được chuyển sang sau khi nó được submit ấy, được gửi đi thì nó sẽ chuyển sang trang vẫn là trang edit user php này nhưng có thêm cái biến get action bằng edit nhá. Đó. Method thì bằng post nhá. Method post và get nó sẽ khác nhau. Post thì nó sẽ đẩy vào biến post như lúc nãy tôi nói bạn ấy. Còn biến get thì sẽ là nếu mà ở đây sao tác là get thì nó sẽ đẩy lên thành query như này này. Đấy hỏi chấm gì đấy, ví dụ thế. Đấy tí nữa tôi sẽ xem cho bạn xem luôn nhá. Đấy ở đây này tôi có một cái trường user ID này để cho cái lúc mà ta đẩy lên thì người ta nhận biết được đây là user nào nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ làm và sẽ giải thích cho các bạn. Đây là password này để đổi này, trạng thái này đổi này, submit này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử refresh lại xem nó sẽ đổi như nào. Đó, đấy chưa? Các bạn thấy sửa tài khoản admin chưa? Password này, đổi trạng thái kích hoạt hoặc là block này, xong rồi edit phát là sửa ngay. Bây giờ tôi sẽ thêm một chút style vào cho nó đẹp nhá. Đó, style rồi, nhìn trông hoành tráng hơn tí. Đấy, tôi làm style mẫu thôi. Đấy. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ sửa cái password này. Đấy, password cũ là gì thì không cần biết, cái đấy mình sau này mình sẽ phải làm. Ví dụ sau này mà mình làm các cái phần sửa password các thứ mà cho người dùng thì mình còn phải re-verify là password cũ, password mới gì đấy, nhưng mà đây là mình quản lý luôn. Đây thì mình sẽ reset mật khẩu luôn nhá, reset mật khẩu về 123123. Đấy. Trạng thái của nó đang là kích hoạt thì tôi đổi nó sang block không cho nó dùng nữa chẳng hạn thế. Ấn edit này. Đó. Bây giờ hiện tại tôi chưa làm phần edit cho nên nó sẽ báo lỗi. Đó, nó sẽ báo lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần edit. Các bạn nhìn này, sau trước khi ấy thì nó sẽ không có cái action bằng bằng edit mà nó chỉ có ID 4 thôi. Nhưng mà sau đấy thì nó sẽ có, các bạn nhìn nhá. Đó. Rồi, như vậy là có action bằng edit rồi. Ở đây nó thay đổi một số thông tin. Cái này đang lỗi là vì tôi chưa làm cái phần action bằng edit này. Bây giờ tôi sẽ làm cái phần action bằng edit đấy nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là có action không nhá. Đó. Không có thì phải eo. Rồi nếu mà có thì mình sẽ in ra là đang edit còn hoặc là editing đi. Còn nếu không có thì mình sẽ stop nhá.
chúng ta sẽ kiểm tra nào. File này lúc nãy đang lỗi đúng không? Vì tôi chưa xử lý đúng không? Bây giờ kiểm tra nào. Đó, editing này này. Bây quay lại trang kia xem nào. Refresh nhá. Đó, nó đang stop vì nó không có cái action bằng edit. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái trang. Rồi, bây giờ ta sẽ quay lại cái trang này, ta refresh lại, thả cái chỗ này ra vì tôi đang eo ở đây đúng không? Tôi sẽ bị stop rồi. Đấy, là bây giờ tôi sẽ bắt đầu lại tách hai cái phần này riêng ra nhá. Nếu mà có cái action thì mình sẽ làm cái phần edit cái tài khoản này. Còn nếu mà không có action thì mình sẽ vào cái trang hiện ra cái form như lúc đầu ấy mà tôi vừa làm ấy nhá. Ok. Rồi tôi đã sửa rồi các bạn nhìn nhá, nó tương ứng này, if nếu mà có action thì tôi chạy vào cái chỗ editing, còn nếu mà eo mà không có ấy, thì các bạn nhìn cái dấu ngoặc này nó bôi vàng hai cái đầu chưa, thì nó sẽ chạy vào cái đoạn code trong này. Đoạn code trong này chính là cái đoạn mà hiện ra cái phần sửa tài khoản vừa nãy ấy. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ chạy thử các bạn xem nhá. Đó, nó hiện ra phần sửa tài khoản rồi đúng không? Đấy, sửa đúng tài khoản admin với ID 4 nhá, vậy tôi mà đổi cái chỗ này thành ID khác là nó cũng sẽ sửa này, ví dụ 5 nhá. Đấy, nó tài sửa tài khoản admin 2 này, thấy chưa? 6 nhá. Đó, admin 3 này, đấy. Thì ở chỗ những cái chỗ như này thì nó sẽ đẩy, mình sẽ đẩy các cái thông tin tương ứng, các bạn sẽ nhìn này. Đấy, tôi sẽ tắt trang đổi thông tin cũ, tôi chạy vào trang đấy, tôi sẽ mở mấy tab cho các bạn nhìn luôn. Đó, các bạn thấy chưa? ID 4 thì là tài khoản admin, ID 5 là tài khoản admin 2, ID 6 là tài khoản admin 3 và ID 7 là admin 4. Đấy, thì nó tương ứng thế là mình sẽ lấy được các cái ID, các cái thông tin của user đấy theo cái ID đúng không? Đó, rất đơn giản thôi. Thì lúc các bạn tạo cái link này, các bạn nhớ là tạo cái link thì bạn nhét đẩy cái ID vào như thế thì sau này nó mình sẽ có cái link đẹp. Đó, mình sẽ lấy được thông tin. Rồi, bây giờ các bạn nhìn này. Sau khi tôi đã lấy được thông tin rồi thì tôi sẽ sửa đúng không? Đấy, vừa nãy tôi sửa thử đấy. Đây tôi sửa đổi mật khẩu reset luôn thành 123123 vì mật khẩu cũ mất cũng chẳng sao, mình là quản lý mà. Rồi mình edit này. Rồi, bây giờ nó đang vào trang editing rồi, bây giờ mình sẽ edit cái này nhá. Ok. Đầu tiên tôi sẽ phải kiểm tra xem là cái dữ liệu mà đẩy lên đã đủ chưa, nghĩa là trong cái biên bot là xem đã đủ chưa nhá. Tôi sẽ in cái biên bot ra đây. Phép lại xem nào. Đó, biến bot lên nó đẩy cái gì? Nó đẩy ba cái thông số là user ID, password, status. Đấy, user bằng 4, password bằng 123 tôi vừa nhập reset lại đấy. Còn cái status bằng 1 vì lúc nãy tôi vẫn để trạng thái là click là kích hoạt nhá. Đó, các bạn xem lại này. Đây, lúc nay đây đúng không? Đổi 123 này. Đây tôi không để kích hoạt nữa, tôi để block đi. Đấy, rồi. Ở đây ấy có một cái thông số là user ID ý, thì tôi đã tạo một cái input bằng hidden thì các bạn sẽ không nhìn thấy và người dùng cũng không nhìn thấy vì cái thông số này là mình không cần public cho người dùng xem làm gì. Thì mình sẽ làm ở đây, mình tạo một cái trường hidden này để mình đẩy cái user ID này lên mà người dùng không cần biết. Đấy, để mình lấy thông tin sau này mình còn sửa, đúng không? Rồi, đây mình sẽ edit này. Đó. Đó thì mình bắt được cái thông số rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý thông số đấy. Đấy. Rồi nhá, biến bot đã đầy đủ thông tin rồi nhá. À đây tôi giải thích cái này tí thêm tí này, nếu mà chỗ này là get. Đó, thì nó sẽ đẩy lên như nào? Thì các bạn sẽ nhìn xem nó đẩy lại nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy lại ngược lại này. Rồi tôi refresh lại đã cho nó chuẩn này. Rồi tôi để 123 đây. Không. Edit. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó đẩy luôn lên đường dẫn này. User ID 4 này, password 123 này, rất là không này. Đương nhiên lúc này sẽ bị lỗi rồi vì là nó không có cái phần action bằng edit nữa, vì tôi đang dùng cái phần get thì nó sẽ replace luôn cái đoạn sau này, nó sẽ đẩy các cái thông số này lên trên trình lên đường dẫn này. Nhưng mà mình không nên làm thế vì làm thế thì sẽ lỗi thông tin của khách ở đây, hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ làm biến bot để chạy ngầm không ai nhìn thấy. Ok, tôi control Z lại. Rồi, biến bot như vừa nãy nhá. Ok, mình sẽ lại chạm lại để cho nó chuẩn nào. Ba. Rồi đấy, ra biến bot rồi nhá. Biến bot tôi in đây mà, đúng không? Ok, bây giờ tôi sẽ xử lý cái biến bot này. Ok,
Đấy, đây tôi kiểm tra xem là biến bot này có đủ các dữ liệu là user ID không, có tồn tại không, có khác rỗng không. Nếu khác rỗng thì mới dùng, không khác rỗng thì loại luôn nhá. Password này xem có không, đẩy lên xem ok không. Nếu hai trường này đủ là ok rồi. Bây giờ mình sẽ làm phần là thêm bản ghi này. Vậy à, mình sẽ sửa cái bản ghi này nhá. Rồi các bạn nhìn này, ở đây ấy, thì cái câu query lúc này của tôi nó đã đổi, nghĩa là sẽ là update cái user này với cái password mới này, lấy từ biến bot này. Đấy, status sẽ là lấy từ biến bot này, và cái user ID lúc này sẽ cũng lấy từ biến bot, cái này mình đã đẩy lên rồi đúng không. Đấy, sau khi mà nó chạy cái câu query này nếu được thì nó sẽ bỏ qua cái dòng này, còn nếu mà không được nhá, nghĩa là khi nó bằng false này thì mình sẽ tạo ra một cái báo báo lỗi, cái biến error này sẽ là không thể cập nhật tài khoản đúng không. Đấy, lúc đầu tôi sẽ để cái biến error này bằng false, nhưng mà sau khi mà lỗi thì nó sẽ đổi sang cái thành không thể cập nhật tài khoản. Đấy, tôi thêm cái biến error vào đây rồi, ok. Đó các bạn nhìn nhá, nếu mà chạy thành công thì nó sẽ bỏ qua bước này và nó sẽ chạy xuống, nó đóng lại cái connection này. Tôi sẽ kiểm tra tiếp này, nếu mà nó không thành công thì nó sinh ra cái error này. Cái error này mà tôi kiểm tra là nó khác fail, nghĩa là nó có bị lỗi, thì tôi sẽ in ra một cái thông báo. Còn nếu không bị lỗi thì nó sẽ chạy vào đây. Lúc này thì nó sẽ chạy xuống qua phần eo này. Lúc này tôi sẽ in ra một cái là sửa tài khoản thành công nhá. Ok. Cái eo dưới này này, nếu nó nằm ở trong cái dòng này nhá, cái dòng này này, nếu mà thông tin cách nhập không đầy đủ để sửa ấy, thì mình sẽ báo là vui lòng nhập đủ thông tin để sửa tài khoản nhá. Đấy, thì tôi bắt tất cả các trường hợp rồi. Trường hợp thứ nhất là có action không, nếu có action thì tôi sẽ tiến hành sửa, không có action thì tôi sẽ tiến hành hiện ra form để cho khách hàng sửa, được chưa. Đấy, còn nếu mà sửa mà lại không đủ thông tin ấy, thì tôi sẽ yêu cầu là quay lại để sửa đủ thông tin nhập lại này. Còn nếu mà đủ rồi thì tôi mới bắt đầu tiến hành cập nhật. Cập nhật thành công hay không thì tôi cũng thông báo là, nếu mà không thành công thì thông báo là lỗi, còn nếu mà thành công thì tôi cũng thông báo là sửa thành công. Đấy, thì tôi đã đầy đủ các cái trường hợp rồi. Bây giờ tôi sẽ lưu nó lại và tôi chạy thử nhá. Ok, ở đây chúng ta sẽ chạy thử. Rồi, nào chúng ta sẽ thử nhá. Nào, mật khẩu. Bây giờ tôi không nhập nhá, tôi để trống nhá. Edit này. Đó, nó bắt được trường hợp vui lòng nhập đủ thông tin để sửa tài khoản, chính là trường hợp này đấy ạ. Đây chính là trường hợp mà không có user ID, không có password chẳng hạn, đấy một trong hai cái đấy bị rỗng hoặc bị thiếu thì nó sẽ báo vui lòng sửa tài khoản, nhập thông tin để sửa tài khoản đúng không. Ok, sẽ mình sẽ phải quay lại để sửa. Đấy, quay lại đúng cái tài khoản này luôn. Đấy, thì cái đường dẫn quay lại ấy, lúc nãy mình cũng giải thích các bạn rồi, thì nó chính là cái thằng edit user PHP này với cái ID bằng cái ID đang sửa. Đấy, thì chỉ cần đặt đúng như thế là nó sẽ quay lại đúng trang vừa nãy đúng không. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ sửa nó đủ thông tin vào thành 123 này, đổi trạng thái thành block này. Đấy, edit phát à, đang lỗi, để tôi kiểm tra xem lỗi gì. Ok, dòng 34 đây là báo lỗi này, các bạn nhìn này, lỗi ở dòng 34 đó. 34 undefined variable con, không có biến con ở dòng 34. Dòng 34 đâu ạ? 123 34, đây cái biến con đây, tôi chưa có để kiểm tra. À, tại vì tôi để cái file include này ở tận eo dưới này cơ, tôi sẽ load luôn từ đầu, không phải eo yếc gì hết. Đấy, tôi load luôn vào đây, dùng chung của cả file luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, không có file include này phát là báo lỗi ngay, vì nó nằm ở eo cho nên nó không chạy vào đó, thấy chưa, nó phần đang chạy vào cái phần mà có cái action này là if rồi đó. Ok, bây giờ tôi sẽ reset lại. Đấy, sửa tài khoản thành công rồi nhá. Đấy, thì cái sau khi sửa tài khoản thành công thì mình sẽ quay lại sang danh sách tài khoản để xem nào. Vừa nãy mình sửa tài khoản nào, à, sửa tài khoản admin này, vừa nãy là kích hoạt, bây giờ mình đã block quá rồi, thấy chưa, các bạn thấy chưa. Đấy, à, cái phần sửa này ấy, cập nhật lần cuối này tôi chưa thêm, bây giờ tôi sẽ sửa cho các bạn xem nhá. Rồi, ok,
Đây rồi nhá, tôi sẽ sửa cái thằng này, tôi sẽ thêm một cái đi. Password rồi, status rồi, ok, phẩy cái. Đến lát update nhá. Đó, gọi hàm PHP nên mình phải xử lý này, mình update lại thử một tháng một một cái xem nhá. Đây mình sẽ update này, mình phép thằng này mình update lại này, lại sửa thằng admin này luôn này. Ba là 1 2 3 4 5 6 nhá. Bây giờ mình sẽ đổi password thành 1 6 nhá, kích hoạt nó lên, edit này, sửa thành công rồi, ok, đăng ký khoản này. Đó, ngày cập nhật lần cuối nó sửa nhá, các bạn nhìn nhá, ok ok đấy. Quá, các bạn thấy chưa, sửa phát thành công đẹp luôn nhá. Giờ là 3 giờ 55, giờ này không phải giờ máy nhá, bài mình giải thích lúc nãy rồi đấy, nó đây là giờ của server warm server ấy, cái server ảo ấy đấy nhá. Sửa thành công rồi, các bạn thấy chưa, kích hoạt block nó thay đổi này đấy, thông tin ở trong này nó đương nhiên nó sẽ thay đổi theo rồi, nó mới hiển thị như vậy đấy. Ngày ngày nó sẽ có ngày, nó sẽ dạng số như này, mình không thể nhớ được cái hàm này là cái giá trị này là do hàm tham của PHP nó sinh ấy nhá. Đấy, lúc nó in ra này, nó in ra được dạng như này, còn cái những cái nào mà đang chưa cập nhật thì nó sẽ in như này, đúng không? Đấy, nhưng mình sửa tiếp thằng admin 2 này cho các bạn xem nhá. 1 2 4, 4 5 6 gì đấy đi, đặt 1 2 3 4 5 6. Rồi. Đặt nó về block, không cho nó kích hoạt nữa. Rồi. Đấy, nhìn chưa? Block luôn này. Đấy, cập nhật lần cuối thay đổi luôn. Vừa nãy 3 giờ 55 bây giờ 3 giờ 58. Quá chuẩn. Rồi nhá, ok. Như vậy là đã mình đã hướng dẫn các bạn xong cái file sửa rồi. Ok. Giờ bên đến phần là xóa tài khoản nhá. Còn phần xóa tài khoản này đấy thì cái xóa tài khoản này cũng tương tự, các bạn nhìn này, lúc nãy ở bên này thì nó là trang edit user với cái giá trị ID bằng 7, thì bây giờ mình sẽ phần xóa này thì sẽ là delete user với giá trị ID bằng 7, được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ làm trang delete user nhá. À, đây mình copy cái thằng tên của thằng này luôn. Rồi cái phần này thì các cái phần mà lấy biến get rồi các cái phần mà lấy biến ID các thứ thì nó không khác gì cái edit nhá. Nó chỉ khác cái phần là dùng câu lệnh query khác và thông báo thôi. Đấy, nhưng mình sẽ copy luôn, mình không đi cụ thể vào từng bước như vừa nãy nữa, mình sẽ copy luôn cho các bạn xem nhá, cho nhanh. Rồi các bạn nhìn này. Ở đây mình cũng sẽ bắt lỗi là nếu mà có biến get thì mình mới làm, đúng không? Còn nếu mà không có biến get thì thôi, mình bỏ qua luôn, được chưa? Đấy, nếu mà giả dụ cái mình delete, mình dùng lệnh này delete from user where cái ID bằng cái biến get lấy được trên ID, cái ID get đấy, đúng không? Nếu mà không có lỗi thì bỏ qua bước này, còn có lỗi thì mình sẽ in ra là không thể xóa tài khoản nhá. Rồi, nếu mà có lỗi thì mình thông báo này, còn không có lỗi thì mình báo là xóa tài khoản thành công này. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhá. Nào. Bây giờ mình xóa con admin 4 này xem nào. Đấy, không có lỗi phát, xóa tài khoản thành công luôn. Danh sách tài khoản lại xem nào. Rồi ok, như vậy là mình đã xóa xong tài khoản admin 4 rồi nhá. Refresh lại chả còn nữa nhá. Rồi, bây giờ mình copy cái đường dẫn này. Mình xóa một cái tài khoản không có xem nào. Đây, mình xóa ID 10 đi. À, cái này mình chưa bắt, cái ID này không tồn tại mà nó vẫn chạy vào đây. Để xem nào. À, ID bằng 10, mình kiểm tra xem có ID bằng 10 không. Không có ID bằng 10 nhá. Rồi ok, mình sẽ kiểm tra xem cái thằng video này kết quả là gì nhá. Nào ok, mình kiểm tra xem nào. In thử cái video ra đây, nó đang phát sinh một cái vấn đề mà mình chưa check. Mình sẽ check cho các bạn xem, nếu các bạn gặp cái vấn đề này các bạn cũng có thể check như mình luôn. Ok. Mình sẽ xóa cái ID 10 này, mặc dù ID 10 này không tồn tại nhá. À, vẫn bằng true, nghĩa là nếu mà giả dụ cái thằng ID này nó không có thì nó coi như là xóa luôn. Ok, thì thôi, bỏ qua trường hợp này, thằng MySQL này nó không báo lỗi, thế thì mình sẽ bỏ qua luôn, chả sao cả. Nhưng thực tế là cũng chả rồi có cái trường hợp mà không có ID mà xóa được cả, vì đây mình đang làm phần nhỏ là xóa này thôi. Đương nhiên là nếu mà sau này ấy
thì mình sẽ không làm cách xóa đơn giản này, bởi vì còn phải bảo mật nữa. Ví dụ ai mà người ta biết cái đường dẫn này chẳng hạn, đấy, người ta nhập vào đây phát, người ta đổi cái ID phát xóa nhầm mất một cái thằng khác thì chết đấy. Sau này thì mình sẽ phải verify cái việc này bằng rất nhiều cách, thì cái đấy sau những cái bài sau, một cái bài nâng cao hơn thì mình sẽ giải thích nhá. Thì ở đây mình sẽ giải thích lại cái file xóa thôi đấy. Thì file xóa này thì mình vẫn load cái file connectdb này vào và sử dụng câu lệnh là delete from user where cái ID mà mình lấy được ở trên cái biến get ở trên trình duyệt, được chưa? Đó, nếu mà kết quả lỗi thì sẽ báo là không thể xóa tài khoản, còn nếu mà không có lỗi gì thì sẽ chạy bình thường và hiện ra thông báo là xóa tài khoản thành công, được chưa? Đó, còn nếu mà không có thì sẽ báo thông báo lỗi ra là không thể xóa tài khoản, được chưa? Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn một cái bài nhỏ nhỏ về việc tạo tài khoản này, rồi lấy danh sách tài khoản này, rồi sửa tài khoản này, ok, xong rồi xóa tài khoản này, đó, thấy chưa? Thì những cái này nó đơn giản như vậy thôi, thì các bạn sẽ tiếp cận dần dần với PHP. Thì những cái nào mà các bạn chưa thần thạo nhuần nhuyễn rồi các bạn cần hỏi, các bạn cứ comment ở dưới cho mình sẽ trả lời. Rồi các bạn nếu mà muốn theo dõi cái series này dài hơn, vì mình sẽ còn làm rất nhiều series từ cơ bản cho đến nâng cao để cho các bạn tiếp cận dần dần, học dần cái PHP này, thì các bạn có thể subscribe kênh của mình sẽ còn trả lời các bạn các cái comment nữa, và cũng như là sẽ còn nhiều bài nữa để cho các bạn có thể tiếp cận PHP một cách tốt hơn nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.